Rồi lời tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha Chào cả nhà đến với video tiếp theo của Phương à, Phương bán mèo nắm rơm nha cả nhà nha Ai đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 Hoặc là cái số đó kết bạn Zalo với Phương để Phương Cả nhà đặt hàng qua Zalo nha cả nhà nha Đó hai cái đó cả nhà muốn đặt số cũng được Đặt qua Zalo cũng được đó. À. Rồi à, à, Phương bán mèo nắm rơm nè cả nhà Cái nhiệt kế đo mô Là chai dinh dưỡng Và cái đồng hồ đo nhiệt chạy của đoạn của chạy Và cái giấy uy tím đo nồng độ pH của nước vôi nha cả nhà nha Đấy, rồi, Phương cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã, đã khang ủng hộ bên Phương nha cả nhà Ủa, Bên Phương uy tín rồi cả nhà, ai theo dõi kênh Phương lâu rồi thì biết bên Phương uy tín cỡ nào rồi cả nhà nha Rồi Phương không dài dòng, này. Phương vô giới thiệu sản phẩm luôn nha cả nhà Đây khoảng mèo nấm rơm nha cả nhà nha <laughs> Mèo nấm rơm Phương giao hàng toàn quốc nha cả nhà Ủa, Phương giao hàng toàn quốc luôn Hôm nay dòng Phương nó hơi bị khang tiếp, ừ, cả nhà thông cảm nha Đó, Mèo nấm rơm này cả nhà Đó, Mèo nấm rơm À, bên phương có hai loại có một loại là hai lạng rưỡi và một một loại là năm lạng nha cả nhà ví dụ cả nhà đặt 10 bịch 10 bịch á mười bịch nhỏ là phương không có bịch nhỏ phương sẽ gửi cho cả nhà năm bịch lớn nha à, nó cũng như nhau thôi cả nhà nha đó à, rồi mèo nắm rơm rồi tới cái nhiệt cả quân phương xin là cái giấy uy tím này cả nhà. Cái uy tím này đo cái nước vôi cả nhà, đo nước vôi á. Đó ờ, cả nhà sẽ cái tờ, cái tờ màu vàng này cả nhà nhúng vô nước vôi á, lúc cả nhà ủ rơm á. nó lên tầm 12 13 là được. Còn lúc mà cả nhà đem vô cái mèo á, cái lên mô á là cả nhà đo từ 7 7 hoặc 8 là được nha. Ờ, cái giấy quy tím này cũng rất lợi hại nha cả nhà, công dụng nó cũng lợi hại cả nhà nha. Quý cờ thiếu một thực trong những thứ này thì cả nhà sẽ làm nóng không thành công đâu cả nhà <laughs> rồi tới cái nhiệt kế đo mô này cả nhà Đấy, cái công dụng của cái nhiệt kế này là cả nhà kiểm soát được cái nhiệt ở trong mô đó, để cả nhà tanh hạ kịp thời để cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn cả nhà ví dụ mà cái, lúc mà cả nhà ủ tơ mà cái lúc cả nhà ủ tơ mà cả nhà không có cái cây này kiểm soát được cái nhiệt trong mô á là lúc mà lúc nó nhiệt cao quá thì tơ nó không chạy được nha cả nhà nó sẽ bị chết tơ nha còn nhiệt nó mà thấp quá thì tơ nó sẽ không chạy được cả nhà, được, cả nhà đó có cây này cả nhà sẽ, sẽ, kiểm soát được cái nhiệt ở trong mô cả nhà đó, cả nhà cứ gắm đầu đỏ này vào trong mô đó cái đường chỉ đỏ này nó chạy tới đâu là nhiệt đó nó bao nhiêu nha cả nhà nha đấy cả nhà đó thôi ai làm trong nhà hay con trọng phải, phải bắt buộc phải sai nha cả nhà nha đó nó cứ kiểm soát được trong mô rồi tới cái gì chai dinh dưỡng nha cả nhà Trái dinh dưỡng một trăm phần trăm là không độc hại nha một trăm phần trăm là không độc hại thì nó sẽ làm được hữu cơ nha cả nhà hữu cơ chứ không phải là hóa họ học nha đó lưu lượng cách sử dụng này cả nhà pha 25 cc cho mình tắm đến nước đó có trên chỉ lúc sắp mô và 7 ngày sau khi vô me về cả nhà đấy công dụng của nó là chống dục nấm cái thích nấm mọc rộ hơn và tăng tỷ lệ nấm lớn nha cả nhà tăng năng suất đến 20 30 ba phần trăm này cả nhà rồi chai dưỡng này bổ sung cho dinh dưỡng cho nấm nha cả nhà để trái nó to hơn nữa cả nhà để đạt tỷ lệ nấm um, cao hơn rồi nha rồi tới cái đồng hồ đo nhiệt chạy với đoạn của chạy đây cái đồng hồ này cả nhà đấy vòng trên là nhiệt độ vòng dưới là độ ẩm ừ. ở cả nhà Ừ, Phương cũng nói về cái đồng hồ này luôn, cả nhà mua ở đâu cũng được, Phương không bắt buộc cả nhà phải mua bên Phương Nhưng mà cả nhà mua cái loại nào cho nó xịn xịn một xíu, tại vì sao? Vì làm nhà nắm, độ nhiệt độ với độ ẩm nó rất là quan trọng Cả nhà mua cái loại dởm á, là cả nhà về treo vô là nó chạy không đúng á, là nó sẽ bị hư hết cái mẹ nóng đó cho cả nhà nha Tiền mất tập mang, cả nhà thà bỏ ra mua một lần nào cho đáng luôn, đó, làm cả đời cho đâu phải là làm ngày một ngày hai đâu đó đó cả nhà cái đồng hồ đo nhiệt giải của đoàn bộ chạy đó cả nhà có cái đồng hồ này cả nhà kiểm soát được cái nhiệt ở trong chạy cả nhà với đoàn một trong chạy cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn á ví dụ cái chạy mà nóng quá thì nấm cũng không phát triển được mà lạnh quá thì nấm nó cũng bị dập đi và nó chót đi nha cả nhà nha đó có cái đồng hồ này là cả nhà um, sẽ làm nấm thành công rồi cả nhà đó cả nhà cứ mua đủ bụng dò bụ đủ cái bụng nhùa xin lỗi đủ cái bộ dụng cụ này nó là về cả nhà làm, làm nấm đạt chín mươi chín phần trăm nha cả nhà nha đó, cả nhà không phải nó phương làm rồi rút kinh nghiệm ra rồi phương mới giới thiệu cho cả nhà biết được rồi chắc phương kết thúc video ở đây phương cảm ơn cả nhà đồng thời quan qua đã ủng hộ phương nha phương chào cả nhà nha